世界，追寻一个俏丽，雌鼠丑牛，寅虎卯兔，辰龙巳蛇午马未羊申猴酉鸡戌狗亥兔，祖祖辈辈留下无数传奇。我是谁？谁是你？他非他，你非你，你扮我，我演你，翻一翻十二生肖就能找到你自己。十二生肖组成一个谜，大千世界只缺一个条理，子鼠丑牛寅虎卯兔，辰龙巳蛇午马未羊申猴酉鸡戌狗亥兔，戌狗亥兔。祖祖辈辈留下无数传奇，留下无数传奇。我是谁？谁是你？他非他，你非你。我是谁？谁是你？他非他，你非你。我是谁？谁是你？你扮我，我演你。翻一翻十二生肖，就能找到，就能找到你自己。十二生肖同演一台戏，百味人生酝酿一个主题。子鼠丑牛。人发地，地发天，天发道，道发自然。人发地，地发天，这个世界有了道法，才能有规矩。Tập 11Hoàng à, các vị ân nhân của ta, ta đành phải để ngươi chịu ấm ức một chút. Nhưng mà ngươi đừng sợ, không sao đâu. Ta đã nói chắc với họ rồi, họ chỉ mượn ngươi chơi một ngày thôi. Sáng sớm ngày mai ta sẽ đón ngươi về. Không chừng ngươi đến nhà họ còn có thể ăn cỏ tốt nữa đó. A Hoàng, ta biết ngươi ghét họ. A Hoàng, An biết ngươi thảo nhận họ, nhưng mà ta đã mượn lương thực của họ rồi. An lương đã được chia lại rồi. Như vậy thiệt thòi cho ngươi quá. A Hoàng, A Hoàng, ủy khuất ngươi rồi. Quả là thiệt thòi cho ngươi rồi. A Hoàng, A Hoàng, đi thôi. Đi thôi mà. A Hoàng, đừng sợ nhé. Sáng sớm ngày mai ta sẽ đến đón ngươi mà. Nhỏ tiếng thôi, nhỏ tiếng thôi. Bọn họ đều là người xấu. Mẹ đến cứu con mà. Đừng có để bị phát hiện chứ. Ngủ đi, ngủ đi. Ngủ đi. Ngươi làm cái gì thế? Ông cản tôi làm gì? Tôi đến đây lấy bò của tôi mà. Lấy đồ ở đây à? Hàng như ngươi mà có thể lấy lại dễ dàng cho thế sao chứ? Tránh ra. Tôi muốn lấy bò của tôi. Tên tiểu tử nó giỏi lắm, thì dám đẩy ta. Ta thấy người không muốn sống nữa rồi.
Phú Quý, sao hôm nay đến sớm vậy? Ông đã hứa với tôi sáng sớm hôm nay sẽ trả bò lại cho tôi mà. Đừng có sốt ruột, đừng sốt ruột. Bò thì chắc chắn sẽ trả cho ngươi rồi. Vậy thì được, tự tôi sẽ dắt đi. Chẳng phải ta mới nói rồi sao? Đừng có sốt ruột. Con bò này chắc chắn sẽ trả cho ngươi. Nhưng mà ngươi phải đồng ý với ta một điều kiện nhỏ nhỏ này. Điều kiện gì? Ngươi phải hứa với ta bỏ thứ này vào trong nước uống của mấy người dùng ngoài đó. Con bò này ta sẽ lập tức trả cho ngươi. Thế nào? Chỉ đơn giản vậy thôi. Thuốc này để làm gì? Ai bảo ngươi hỏi nhiều thế? Chủ nhân bảo ngươi làm, ngươi cứ làm đi. Thuốc này chẳng có gì đâu. Ngươi cứ cho họ uống rồi họ sẽ ngủ một lát thôi. Tôi còn lấy thuốc không? Tôi chỉ lấy bò của tôi thôi. Tên tiểu tử nhà ngươi sao lại không biết điều thế? Ngươi không nghe lời chủ nhân mà còn đòi lấy bò của ngươi. Ta thấy nghe cái cọng lông đuôi, bọn ta cũng sẽ không trả cho ngươi nữa là. Tôi biết thuốc của ông không phải thứ tốt lành gì. Tuy rằng tôi khờ khạo, nhưng cũng sẽ không lấy cái này đi hại người ta đâu. Họ chính là nhân cứu mạng của tôi. Tôi không lấy thuốc này, tôi chỉ lấy bò của tôi thôi. Hay cho tên Phúc Quý nhà ngươi, xem ra ngươi rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt à? Ta hỏi ngươi một lần nữa, thuốc này rốt cuộc ngươi có lấy đi không? Tôi không lấy, tôi chỉ lấy bò của tôi thôi. Á Hoàng, cản hắn lại. Cản đi, bò bị trộm được kìa ngươi đâu. Á Hoàng, đứng lại. Đừng có cản tôi, tôi muốn lấy bò của tôi mà. Đừng có cản tôi. Tôi không phải cố ý muốn làm các người bị thương mà. Hãy cho tôi tiểu tử thối nhà cư. Người dám đả thương thuộc hạ của ta, đánh chết thẳng cho ta. Sao mới sáng sớm mà chẳng thấy tiểu ngư nhi đâu cả vậy? Đúng rồi, tiểu ngư nhi, tiểu hổ ca ca. Nãy đại ca, vừa tờ mờ sáng, bộ đã đi tìm tiểu ngư nhi, đến giờ vẫn chưa tìm được nó, không phải chứ? Nói vậy không lẽ nó xảy ra chuyện à? Tiểu ngư nhi tuổi nhỏ ham chơi, lại lần đầu tiên ra khỏi Phượng Hoàng Thành. Có thể nào đi đâu đó chơi rồi không? Bất kể thế nào, phải tìm trước xem thử. Chúng ta đi thôi. Tiểu ngư nhi, tiểu ngư nhi, để đâu vậy? Tiểu ngư nhi, chúng ta cũng tìm như vậy không phải là cách đâu. Ta thấy hay là chia nhau đi tìm đi. Tinh Hổ, cùng qua bên đó tìm nha, chúng tôi ở bên này. Đi thôi. Tiểu ngư nhi, để đâu vậy? Tiểu ngư nhi. Đây là đâu vậy? Sao mình lại ở đây chứ? Thảm rồi, chắc chắn mình đã bị bà điên đó bắt đi rồi. Không được, mình phải mau trốn ra thôi. Con của ta, con thật ngoan quá. Con cũng biết lăn nữa hả? Con xem, mẹ cũng biết lăn nữa nè. Nha, con xem đi. Cứu đệ, tiểu hổ ca ca, mễ đại ca. Cứu đệ, cứu đệ. Tiểu tử thối kìa. Bây giờ ngươi biết sự lợi hại rồi chứ? Ta hỏi ngươi một lần nữa, liệu ta nói lúc nãy rốt cuộc ngươi có đồng ý hay không? Nói đi, có đồng ý không? Trả bò lại cho tôi. Tôi muốn lấy bò của tôi. Cái tên tiểu tử này đã cứng miệng lại còn cứng đầu nữa. Ta thấy ngươi rượu mời không uống là muốn uống rượu phạt.
ta hỏi ngươi một lần nữa, thuốc này rốt cuộc ngươi có lấy đi không? Có lấy không? Ông muốn tôi hại nhân của tôi hả? Tôi không làm đâu. Đó là do người ép ta đấy nha. Dẫn đi. Chẳng phải muốn xem bò của ngươi à? Cho ngươi xem luôn. Thả tôi ra, trả bò lại cho tôi. Thả tôi ra, trả bò lại cho tôi. Từ xưa đến nay, có nợ thì phải trả, đó là lẽ trời. Vì nợ ta lương thực mà không trả, ta sẽ cắt thịt trên mình con bò của người để trả nợ. Không không, thả A Hoàng ra đi. Vậy thì ngươi phải đồng ý với ta, bỏ thuốc này vào trong nước uống của bọn họ. Đơn giản vậy thôi mà. Đơn giản lắm. Không. 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 Được. Cứ xem như giả kim thị ta làm việc thiện. Chỉ cần cứ đồng ý làm như ta nói, lương thực có thể không cần trả, thịt bò ta cũng có thể không cắt. Thế nào? Việc thẹn với lòng. Tôi không làm đâu. Được lắm. Có chí khí đó. Thôi được. Đã vậy đừng trách ta thủ đoạn tàn nhẫn. Cắt cho ta. Cắt một miếng to đi. A Hoàng, thả nó ra. A Hoàng, chuyện này không hay rồi. Đây chẳng phải là con dao của Tiểu Ngư Nhi sao? Này đại ca, ý của là Tiểu Ngư Nhi không phải đi ra ngoài chơi mà là bị người ta bắt đi à? Chúng ta phải nghĩ xem Tiểu Ngư Nhi có thể bị ai bắt đi. Chúng ta mới đến đây mà, chẳng lẽ có kẻ thù nào sao? Giả kim thị, bảo tìm tinh hổ đi. Đi. Cẩn thận nha. A Hoàng, thả tôi ra. A Hoàng, bò của người cũng cứng đầu y như người vậy, bị cắt thịt cả mũi cũng không rên tiếng nào. Các người thả tôi ra. A Hoàng, phú quý, đi nghe đây. Ở kim thành này, giả kim thị ta chính là ông trời đó. Ta nói gì thì làm như thế. Ta bắt người làm gì người phải làm như vậy. Ta bắt người bỏ thuốc người phải bỏ thuốc. Tôi chết đi được mà. Đưa đây. Tiểu tử thối này, ta xem người cứng miệng này. Để ta xem người cứng miệng cỡ nào. Ta đánh chết người. Ai vậy? Mau, mau sống lên. Phúc Quý, ai cho các người ức hiếp người tốt? Nè nè nè, đừng đừng kích động mà. Có gì từ từ nói, đâu cần phải động tay động chân. Các người đối xử với Phúc Quý như vậy, có xem là có gì từ từ nói không? Đây chỉ là hiểu lầm thôi, hoàn toàn là hiểu lầm mà. Hiểu lầm mà. Hiểu lầm thôi. Điều là hiểu lầm, đúng rồi, hiểu lầm mà. Đúng đúng. Tại các đứt hai chân hai tay các người, rồi rút gân tay chân các người, rồi lại nói với các người là hiểu lầm. Các người thấy thế nào hả? Người, người là đồ càn rỡ, muốn chết hả? Thôi đi, người mới càn rỡ đó. Sao có thể nói năng với mấy vị anh hùng như vậy? Các vị anh hùng mà. Thiếu, thiếu sót quá. Vốn, vốn là có dạy có trả. Đây là lẽ trời phải không? Tên Phúc Quý này thắng đòi lương thực của ta mà lại không chịu trả. Ta cũng là bớt đất dĩ mới dùng hạ sách này thôi. Hay là thế này, các vị cứ đưa người đi, ta quyết không ngăn cản đâu. Thế nào? Ta thấy người cũng không dám đâu. A Hoàng. A Hoàng. A Hoàng. A Hoàng. A Hoàng. A Hoàng.
An Hoàng à, đều tại ta không tốt, để ngươi phải chịu uất ức lớn như vậy.